chào tiếp anh chị em hiệp 4 của đêm ngày mùng 2 tháng 4. Tối nay thì em lên cho anh chị em một lô áo khoác của Pháp. Lô áo khoác mỏng, khoác mềm, gọi là chạy mát đường thôi. Số điện thoại của shop thì 0911 337 139. Anh em có nhu cầu cứ liên hệ giùm em nha. Xem mà trên video ưng con nào là gọi ngay giúp em. Và thời điểm này nó bị bóp tương tác cho nên anh em nó ít thông báo lắm. Anh em chịu khó vào tìm cái kênh Trâm Nguyễn Vlog, Trâm Nguyễn West, West A Đắc Minh, và xem lúc 7 giờ tới, gọi là xem sống thôi. Chứ thực sự mà nói vào để nó thông báo thì ít lắm. Anh em cứ vào đấy là tìm Trâm Nguyễn West A Đắc Minh và bấm giữa cái video là sẽ xem tất cả video của em nó hiện lên. Thì video nào sớm mới nhất là anh em xem. Trên tay của em là một con áo của Pháp, chất vải kaki, ở trên có cái bả mông này. À quên, bả vai không phải bả mông. Đó, cái bả vai à. Túi của nó thì túi đứng. Ba túi, hai túi. Con này vai của nó là 50, 49, 50 anh em. Dài áo của nó là 7, 80. Đó, con này chất vải cũng dày mát đấy. Ở trong thì có một cái này thôi. Ở sông mông này có một cái xếp ly này anh em. Có xếp ly ở dưới này. Con này là 450 mã 20. 450 mã 20, nhưng mà cái cùi chỏ của nó có một cái bọng cùi chỏ này này. 450 nha anh em. Con này 70 đến 80 cân là bọn ok. Màu xám đẹp luôn à. Ở bên này có cái túi thò tay ra đằng sau này, này. Nhiều túi vậy, quá trình túi luôn. À chốt con này chốt 450 mã 20, mới 98% hả? Rồi con này là áo khoác. Áo khoác chất vải kaki có mũ à. Nó xài miếng dán này. Có mũ nha anh em. Chất vải kaki. Năm 1991. Ở trong có cái tem này, năm 1991. Dây y chang của thằng M65 luôn à. Áo này là em mua fit không biết nước nào nha. Nó giống như của thằng Thủy Điển á. Rồi vai của nó 54. Dài 86. Con này là 600 ngàn mã 7, mã 16. Con này hai lớp nha anh em, hai lớp. Nó hai lớp này. Rồi 600 ngàn mã 19, 600 ngàn mã 19. Cái mũ này không có tháo rời được đâu nha anh em. Anh em về mà không thích giày cắt bớt lớp. Tín dụng giống ý cái ống kia. Rồi cái này là có miếng dán này anh em này. Ông kia cặp, ông đã ông lị đoàn hoàng. Cái này anh em về dán hoặc là anh em thả như vậy hoặc là nó gọn gàng là nó dán lên vậy nha. Cặp nó nói miếng chiếc tư tiền. Rồi con này là anh em 70 đến 80 cân. Xài miếng dán này không phải xài dây kéo. 4 túi y chang như một con M65, chất vải dày như vậy luôn anh em. Vải dày như áo M65 luôn á. Túi của nó thì đây, toàn là miếng dán không à. Rồi áo bao mới đẹp cho anh em luôn. Ống tay của nó thì đây, miếng dán này. Ở đây có V đàng hoàng, VM65 đàng hoàng cái bộ. Đùa. Rồi chốt 600 mã 19 giúp em à. Con này té tua xương mướp bán làm gì nữa. Ba, con này té tua đừng có bán nữa. Rồi tiếp một cái con này. Lá cây. Lá cây hay lá nho gì đây không biết nữa. Dây kéo nhựa nha anh em. Dây kéo nhựa các kim mềm mỏng một lớp. Áo này cũng không biết nước nào luôn. Con này 600 mã 17 này.
dài áo của nó là 81, dài áo 81. Chắc anh không biết. Ở đây có một cái tem này. Biết tính cho tiếp tính cặp quay lên đây. Chưa lên quá. Chưa nhận luôn hả? Chưa. Đó. Chưa chắc là nhận. Rồi con này là 80 đến 90 kg là bản ok. Ở bên này có một cái túi cóc anh em. Chốt cho em con này là 600 ngàn. Mã 17. Tiếp một con áo của anh. Áo này của anh, áo khoác kaki mềm. Nên là các anh mà mua hàng khách mới là xin cọc hết nha. Chứ hàng tới nơi là y e y ạch là thấy oải lắm rồi đấy. Con này là New York hả? New gì đây em biết, cái tem này. Trong này có một cái túi nữa nha anh em. Em đo chiều dài ha. Anh em lưu ý dùm em này. Con này dài 87. Khi em xin cọc có nghĩa là không phải là các anh đã trả tiền ship đâu nha. Em bán cái này cọc có nghĩa là để anh em chịu trách nhiệm với đồ thôi, đỡ khách bom hàng thôi, chứ không phải là trừ tiền đấy là hết tiền ship rồi đâu. Em bao tiền ship đâu. Cái này em bán là bán giá bán, còn tiền ship các anh muốn bao ship. Con này M51, M65 của anh này. Nếu em muốn, anh em muốn em bao ship thì anh em phải chuyển khoản 100% em mới bao ship ha. Con này 500 ngàn mã 16. Con này bẩn mắt các anh. Vậy hàng lên hết chưa? Và hàng tới hết chưa? Ông đã hả? Ừ. Từ đó dân tâm dẫn đó nhìn con một cục một. Rồi. Nhìn cái cục cọc đó, mà đứng kia kêu đó. Đó, vì cọc cho nên mới lấy, còn không cọc là coi như bom hết luôn á. Đấy, anh em bảo là uy tín, không có bom hàng, không có gì đấy. Rồi, con này hơi bị đẹp luôn. Con này là 70 kg. Anh em 70 kg. Mũ liền ha. Con này chất vải hơi bị mềm mát. Này mà không nói câu đó thì là đọc tin nhắn chẳng trả lời luôn. 500 ngàn mã 16. Mình anh em mà rep tin nhắn này, em rep vẫn đọc, đọc mà không thèm trả lời một câu. Không hiểu sao nữa. Rồi tiếp một con này áo chất vải kaki. Bữa nay anh em đừng có trách là bảo là em không bỏ cọc qua nha. Em bây giờ em càng chặt chẽ luôn á. Khi mà gặp khách mà cứ order là nó mệt lắm. Rồi cái này có mũ nha anh em. Có mũ hành hoi ở trên nè. Em mà không chấp nhận cọc thì thôi ta khỏi chốt cho nó khỏe đi. Rồi dài của nó là 95. Con này chất vải kaki mà đẹp, xanh mơn mởn luôn. Anh em biết nước này là nước nào không ta? Em là mù màu nha. Xanh đẹp lắm. Xanh mơn mởn luôn. Con này 700 ngàn mã 15. 700 ngàn mã 15 comment luôn. Đó, con này là form áo M65. Nhưng mà như kiểu măng tô á, như kiểu áo măng tô á. Đẹp, mới 98%. Anh em 70 đến 80 cân bằng ok. Nó có cái tem ở đây này. 70 đến 80 cân. Ủa sao cái dây đó? Thêm à? Thêm à? Không, không, không. Tiếp một con áo chất vải kaki nha em. Con này của Pháp. Áo kaki của Pháp. Rồng bông sùa. Con này là vai 48. Vai 48 dài 81. Ui, rớt đầu nịt kìa. Có mấy đồ chơi chơi rồi.
Rồi con này là màu xanh, xanh xám nha anh em. Ở trên vai ổng dập tên của ổng trên này, đẹp quá ơi. Wow, anh em có ai chơi nịt này không? Có ai chơi nịt mã vàng không? Xi vàng nha. Em có đầu có loại gì nịt xi vàng. Vàng vàng gì chúc em like. Rồi con này đẹp, đều đẹp nha anh em. Con này là 500.000 mã 14. 500.000 mã 14. Tối hôm nay là hàng đẹp cũng rất là nhiều đây. Rồi con này là 70kg, 60-70kg nha anh em. Áo của Pháp. Con Pháp này thì bán giá này là hơi bị lệch từ đây này. Rồi con này 500.000 mã 14. Tiếp một con này vải kaki nhưng mà con này hơi bị đẹp này. Anh em bận con này mùa đông vừa sang mà vừa bận, chưa bận là thấy Pháp lên rồi anh em ạ. Chưa bận là thấy con Pháp nổi lên rồi này. Nhìn cái form là biết rồi ha. Đẹp quá. À, con này của Mỹ à? Mỹ chứ không phải là của Pháp à ta? Nguyên cái lông này lông nỉ mà xanh đẹp thiệt á. Dài 79, con này là nó ghi ở trong USA nhưng mà cái phọt áo thì của Pháp. Ở ngoài nó hơi dơ chút, về giặt giùm em cái nha. Nó dơ cái phần này một chút. Đẹp quá ơi, thủ quân. Rồi dài 76. Con này 500.000 mã 13. 500.000 mã 13. Con này ở trong nó nỉ dày ấm nha anh em. Quá chừng dày luôn. Con này là 70-80 cân mới vừa. Anh em mua về cất, cất mùa đông à. Quá đẹp luôn. Đó, giống cái con áo Pháp hồi nãy mà. Con này vậy là thằng Mỹ này nó sản xuất tại Mỹ hay chứ. Nó ghi USA nhưng mà cái form này thì form của Mỹ. New Zealand. Ở New Zealand. New Zealand. Ở trên cái vai của nó có hơi he he một chút nha anh em. Áo thì xanh đẹp đấy nhưng mà chỗ này nó hơi vàng vàng một chút. Không biết giặt có ra không nữa này. Ôi, giặt chỉ đặt đó thành như kiểu đống rác. Rồi tiếp một con này dày luôn anh em ơi. Con này dày luôn à. Hôm qua em quên đăng sót mấy con mới kẹm chưa có lên luôn này. Rồi con này có lót đi kèm anh em, mùa hè thì mình bỏ lót ra nha. Mùa đông cài lại này. Con này mở lót ra lót vào được. Rồi con này dài của nó là dài 98. Chất vải kaki cực dày anh em. Form này là giống như form măng tô luôn ấy. Sau hơi bị đẹp luôn. Con này cũng hàng VIP chứ không phải hàng thường đó hả. Giống cái con hồi nãy mà em quay ở sau này có cái túi này. Có cái túi ở bên hông sọc quá đó. Có hai con em kêu của Pháp ấy. Tem ở trong của nó này. Đây, năm 1980. Con này em bán giá 700.000 mã 12. 700.000 mã 12. Bụi vô mắt rồi. Cực dày. Anh em nhìn cái V của nó này. Dài nha, anh em dài nha. 70-80 cân. Quá đẹp luôn. 70-80 cân. 700.000 anh em về không thích thì gỡ cái lót ra. Áo bao đẹp luôn. Tiếp một con rần ri anh em. Tiếp một con rần ri. Con này là đầu dây kéo luôn. Dây kéo. Mà lại trước cùng dây kéo. Con này như kiểu bán giá thời trang thôi. Ở trong con lót mà lót nó đều đều như này. Lót con chuột nhâm mất lũng mất lỗ nữa. Ở đây nó dơ nha em.
phần trong không có anh nhầm gì hết. Đó chiều dài cái áo rồi. Rồi dài áo của nó là 82. Dài áo 82. Coi có mũ không mà. Làm cái mũ chơi chứ có mũ đâu. Làm gì kéo cổ chơi chứ không có mũ anh em ơi. Con này chất vải kaki. Chốt cho em 500 ngàn mã 11. Y chang một con M65 luôn á. Nhưng mà M65 này không biết nước nào luôn. Anh em 80 đến 90kg mới vừa. 500 ngàn. Đấy, có V, có La, có lũng đàng hoàng nha. Mới đẹp, chỉ có cái lót ở trong bị nó khoét mất chút. Lót bị nó khoét mất chút bên này. Mà không có mũ gì hết. 500 ngàn mã 11. Tiếp một con này kaki mềm này anh em ơi. Con này của Pháp. Anh em xài không có thích sưu tầm hàng Pháp không? Hàng Pháp bây giờ đang lên ngôi ý. Con này là vai 45. Vai 45 dài 68. Con này đẹp đều luôn. 95% độ mới. 400 ngàn mã số 10. 400 ngàn mã số 10. Anh em chờ clip sau em lên cho anh chị em mấy cái con nịt đẹp quá trời luôn. Này, cho anh em liếc mắt nhìn sơ qua một phát. Đẹp không? Thủy Quân ha. Đẹp mới kẹp luôn. Vàng ấy, cái đấy vàng ấy. Rồi con này là 55kg. 55kg bẩn vừa. To hơn là không được ha. Em 55kg thôi này. Em bẩn là xích rịt luôn này đấy. Chốt cho em 400 ngàn mã số 10. Con này là mát cực kỳ đỉnh luôn. Kaki giống saten luôn á. Tiếp một con này cũng kaki mềm. Con này chất vải xương cá. Pháp xương cá Pháp đi em. Núc đồng. Cúc này bằng đồng này. Bài bà được gà ngon quá. Sao mà ăn đùi rồi? Đùi gà ngon. Rồi con này dài 67. Con này cũng 500 ngàn mã số 9. 500 ngàn mã số 9 nha em. Con này chất vải. Vải xương cá. Con này hơi bị xưa nha. 500 ngàn mã số 9. Con này là 70kg. 70kg bình ok à, viết cho cái đây nè. Con này xương cá mà. 500 ngàn mã số 9. Rồi tiếp cái con này là áo như áo măng tô á. Nó dài anh em, kaki mềm. Con này dây kéo nhôm. Hầu hết cái mấy lô này là hàng của Pháp. Là chiếm hết 97-98% à. Con này một cái bằng dù luôn này. Cúc của nó dập cái dù ở trên luôn này. Dài áo của con này là 93. Con này em bán 300 ngàn mã số 8. Có mũ đi liền 2 lớp. Liền 2 lớp. Cái mũ của nó đây nghe. Cái dây kéo của nó là dây kéo nhôm. Đó, có mũ cái này là cái đai. Cái đai. Con này thì bao anh em to luôn. 80 đến 90kg bẩn ok. Hoặc là anh em mà nhỏ thì mình rút nó nhỏ lại như vậy thôi. Cỡ nào cũng chiều. Đó. Rồi ai chốt con này thì áo này rất là mềm mại. Chốt cho em con này 300 ngàn mã số 8. Tiếp một con này nữa nè. Pháp nè. Tất tật tật là Pháp nè. Có dòng chữ bên bắp vai nha em. Ame Army. Army Franchise. Franchise. Con của Pháp. Ông này tên gì em đọc tào lao. Đọc không có trúng trật vào đâu hết. Đọc đại nha em. Con này dài 81. Dài 81. Chất vải kaki. Dây kéo đồng.
Con này dây kéo đồng giống như dây kéo của thằng giống như dây kéo của thằng áo Philip. Đây ạ. À, đẹp luôn. Con này dây trên dây dưới 90 đến 100 kg. Wow. Wow. 100 kg trở lên anh em. Bao đẹp mới luôn. Chốt cho em 500.000 mã số 7. Tiếp một con này nữa, màu xanh của Pháp luôn này. Màu xanh xám, con này màu xanh xám nha. Có bả vai. Con này dài áo thì 81, nhưng mà đằng sau nó bị dơ mất chút đây rồi này. Nó bị dơ chút ở đây nha em. Đó. Con này hồi nãy có con màu xanh kia, con này màu xanh xám xám. Rồi con này 300.000 thôi, mã số 6. Đáng lẽ là con này bằng 500 con kia mà nó bị dơ chút. Bớt về anh em bình giặt nha. À, anh em 80kg, 80kg trở lên mới vừa. Của Pháp nha anh em. Chốt cho em con này là 300, mã số 6. Tiếp một con này các kim mềm Pháp luôn. Các kim mềm mỏng mát anh em ơi. Con này có bo ở bên hông à. Dài áo là 73. Con này các kim này mới đỉnh này. Ở bên hông nói chung là con này cũng được, có kim mềm á, nó giống cái chất vải satin luôn ấy. Con này mã số 5, mã số 5 500.000, mã số 5 500.000. Con này là 70kg. Con này đẹp này, ở dưới này có cái bo chun. 500.000 mã số 5, 500.000 mã số 5 nha anh em. Tiếp một con này các kim mềm. Bữa nay là của lô em khui 2 kíp này là cuối cùng nha, không còn áo Pháp nữa đâu. Cho nên anh em tranh thủ chốt được thì chốt, chứ bữa nào không có áo này để bán nữa đâu. Em chỉ lấy thử anh em một ít về để bán cho anh em thôi. Dài 80. Con này ở sau này. Nguyên một cái túi, con này là của anh. Nguyên một cái túi cho bá to ở sau này. Rồi bên đằng trước của nó thì lại có một cái túi hộp. À, túi hộp trên này một túi nữa. Con này hơi bị đẹp nha. Các kim mềm. Dài áo của nó là 80. Con em bán 500.000 mã số 4. Số 4. Con này bận đẹp lắm anh em này. Rất là bụi. Nếu anh em thích ngầu, thích ngầu là bận con này ha. 70 đến 80 ký. Được, nguyên cái túi hộp của nó này. Anh em về giặt rồi ủi nó mới ra cái hình hài. Còn em mà khui sao quất vậy nên nhìn nó chưa rõ được cái nét đẹp của nó. À, trên này túi này rất là bụi luôn. Ngầu, nó đẹp. Rồi, ai chốt con này chốt cho em 500. Mã số 4. Tiếp một con này kaki dày. Nhưng mà con này mũ anh em có thể mở ra được, mũ rời ha. Chất vải kaki dày. Dây kéo đồng anh em. Con này lót ở trong thì anh em nếu không sử dụng anh em có thể gỡ ra được. Mở rời nó là hai lớp. Nhưng mà cái đường chỉ này nó bị bung này. Anh em về trần lại giùm em cái. Đấy, chỉ có chui vào đây và đạp lại cái là xong xẻng à. Xong xẻng à. Con này đây một túi này. Đây một túi. Đây là cái túi giá ha. Để dắt đây nịt qua.
Cái phần bả vai này nó hơi he he vào một chút à. Hơi he một chút. Còn cái mũ này anh em không có sử dụng thì có gỡ ra thôi. Sau thì đều. Chỗ vai này nó hơi he he chút nha anh em. Hơi he phần này một chút. Màu xanh đẹp. Em sẽ bán rẻ anh em con này. Có cái lót lông luôn này. Con này em bán 400 ngàn. Mã số 3. 400 ngàn mã số 3. Cái lót không là được 100-200 ngàn rồi. Rồi. Con này mùa đông anh em là chuẩn luôn. 70 đến 80 cân. 70 đến 80 cân là bạn ok. Cái mũ mình cất đi. Mũ khi nào mà lạnh thì mình đổi mũ lên. Còn không lạnh thì em nói thiệt, cái mũ này anh em mà đổi cái mũ này không là đủ. Nó thay với một cái mũ bình thường anh em chốt là được. Cái mũ không là 400 ngàn đấy. Đó. Nếu cái mũ của nó này. Đây là nó cài cái nút bấm. Chưa nói là cái con áo nha. Rất là cực ấm luôn. Lông. Chốt cho em là 400 ngàn mã số 3. Một con nữa, hai con nữa là hết. Con này chất vải của nó dày, nó như kiểu vải bố. Vải này như kiểu vải bố. Dây kéo nhựa, dây kéo nhựa nha anh em. Dây kéo nhựa. Chất vải nó lì và nó dày lắm này. Rồi dài áo của nó là 85. Màu xanh đẹp nha anh em. Ở sau có cái dây rút mũ này. Con này mũ hơi bị điều nha. Con này em nói anh em này. Đó, em gấp cái mũ của nó này. Rất là đẹp luôn. Y hệt như của thằng Macca. Macca là cái mũ nó có thể uốn éo đi đủ kiểu được. Ở trên vai của nó thì có cái này. Con này em bán là 370.000 mã số 2. 370.000 mã số 2. Con này hơi bị mới luôn. Bán con này là bị lát rồi đấy. Dài áo là 85. Con này cái chất liệu của nó hơi bị đỉnh luôn. Con này ngon lắm nè. Này là do lên giá bị lát rồi. Đấy, cái mũ anh em này. Lúc anh em thích nhọn là nhọn này. Thích méo là méo này. Thích tròn là tròn này. Đó, ha. Nói chung là nó uốn theo kiểu của mình. Mình thích gì thì cứ làm cái đấy. Rồi, con này là 70 đến 80 cân. Con này anh em mà không chốt, em nói thiệt anh em quý. Con này là em bán cho anh em một con này nha. Không, con này là em bán là phải 500 nghìn đấy. Không có phải là 300 nghìn đâu. Anh em không chốt lẻ là em chốt nè. Con này là con chất nhất 370.000 mã số 2. Màu xanh ô liu cực đẹp. Một con cuối cùng của Pháp. Một con cuối cùng của Pháp. Pháp hay của gì đây? Tào Lao. Nói Pháp phải con này 4 cúc. Con này màu đen nha anh em. Màu đen. Chất vải kaki. Dài áo là 69. Báo cáo anh em này, con này lúc này thì nói chung là con này em mua khít, nhưng mà nó là phọc của Pháp. Ở dưới nách nó đục lỗ à, màu xanh đen. Con này 300.000 mã số 1. 300.000 mã số 1. À, áo rin à, giống như áo rin nhưng mà nó có kaki dài như áo rin á. Chỉ có 55kg mới bẩn vừa thôi. 55kg mới vừa. Không có cái túi nào hết. Có túi trên này thôi. Rồi ok, em xin cảm ơn tất cả anh chị em nha. Em sẽ làm clip tiếp theo để phục vụ anh chị em. Anh chị em ứng cái nào là gọi điện ngay cho em ha. Nhân viên em sẽ bắt máy và chốt đơn cho anh chị em. Em xin phép chào.